Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người nha. Xin chào anh em của game gương điện thoại như mình đây, từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video về đầu video, anh em xin like và một subscribe ủng channel phát triển cho anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta lại có code mới rồi anh em. Để tôi đem video rồi các bạn cũng đoán rồi đúng không? Chúng ta lại có code dùng chung mới. À quên, code mới là các bạn dùng chung thì chưa biết là dùng chung hay dùng riêng. Chúng ta lại có code mới, nhưng mà đã ra code thì cứ gì anh em lấy được hết thôi. Cho nên các bạn nào chưa lấy thì tranh thủ đi lấy nhá. Ok. Đầu tiên thì vô game là anh em lượm quà nào. À vào trong ngày à. Hôm nay thì đăng nhập 60 ngày các bạn. Ui, thế ảo thế nhờ. 60 ngày anh em được một giờ đá cấp 5 nhá. Ngon, lượm thôi anh em. Đăng nhập mùa đông xanh, cái con xanh biết là sắp đủ cho anh em. Thế nào, cái con xanh chúng ta xem, cái con xanh chúng ta còn bao nhiêu nữa anh em. Dù còn hơi dài các bạn, tiêu phí giáng sinh. Vâng, chúng ta bước qua sự kiện tiêu phí mới anh em, tiêu phí giáng sinh. Nói chung đợt này chắc là chuyển sang tích kim cương là vừa anh em, tích xong để lần sau thiêu tiêu một thẻ các bạn, chứ tiêu tiêu này lãng phí quá mà khó chơi anh em. Ok, trước khi quay lại điểm tiếp tục này, chúng ta đã ra gần này. Ok, chuyển mại tứ hoàng khủng ha. Rồi chúng ta đi cốt anh em, rồi về điểm qua sự kiện nhé. Ok các bạn ơi, chúng ta lại có sự kiện đó là thử thách đua trí tốc độ 8 mùa 10 anh em. Các bạn việc team và comment đua tốc độ kỳ 10 anh em, nó đơn giản đó các bạn. Hết rồi không? Để tôi tìm xem cái sự kiện dưới thì không biết là khi nào mình nhà phát hành mới tham gia đây anh em này. Đây, tôi nghĩ tầm này dư rồi mà chưa thấy gì hết anh em. Đó. Đua tốc độ kỳ 10. Đua tốc độ kỳ 10 anh em. Rồi. Ok, lại một sự kiện nhận code mới. Mà ra hết rồi anh em. Sự kiện Giáng sinh các kiểu thôi, chưa thấy gì hết. Vào nhóm coi. Vào group và anh em. Thì bên group thì cũng chưa thấy gì đặc biệt các bạn. Ok, nhận code nào anh em. Ok, chơi luôn, start. Tầm này còn tham gia cho nó vui thôi anh em, lấy mặt thôi. Trên thế giới có bao nhiêu thanh thu thủy? 21 thanh đúng nhỉ, theo tôi nhớ nhầm 21 thanh thu thủy đúng không? Ây, từng học cách gì? Là nó ở đâu? Ôi cái này chịu đấy. À Wallow. Là nó nằm nhầm Wallow đúng không anh em? Có con gái thì che tên là gì? Tôi cũng chẳng nhớ, nhưng có anh em. Tôi chẳng nhớ ghi lại đi anh em. Đào người cá 10.000. À 1 vạn. Ở đâu 10.000 chứ? 10.000 lên 1 vạn. Cái này đúng thật, không nhớ thật gọi này. Tại sao tay Monga, tay Diều? Ít bị đốt. Tôi chả nhớ luôn anh em, xem được bao nhiêu câu đúng này. Xem từ này được bao nhiêu câu đúng anh em. 3 câu đúng các bạn. Thôi, để code anh em. Ok, có đây dùng riêng nhá. Anh em muốn lấy thì nên làm như tôi vừa hướng dẫn các bạn để về game nhập. Rồi. Ok, code mới lại chúng ta sẽ được cái gì đây? Chiến nào? Uầy, cũng được anh em. Được 3 phiếu quay. Ta được 3 phiếu quay anh em, cũng được các bạn, không sao cả. Quay đều nào. Rồi. Ok, sự kiện nạp đơn này chúng ta có gì? Ưu đãi huyền thoại này. Định nạp Walo. Uầy, bữa nay anh em mà nhảy xe mới, có định nạp xe mới thì gọi nói là tuyệt đỉnh luôn anh em. Ok, lại là à, rồi, ok các bạn. Quả này cũng được. Nạp liên kết. Ưu đãi giờ vàng. Hôm nay được 71k 5k. Ok các bạn, vẫn như vậy, gọn không gì thay đổi nhiều. Lại sale 40%. À 40% là xuống còn 8k4 các bạn nhé. Ừ, mà hôm là 12k đúng không? 40% là xuống còn 8k4 anh em. Nó rẻ hơn các bạn, rẻ hơn so với thường lệ một xíu. Cũng nhiều chứ anh em, rẻ hơn nhiều á. Hôm nay đập đờ ra gần à. Nguyên mai tứ hoàng.
loanh quanh vẫn thế anh em. Dương nào. Ok đấy, đúng một lâu ngày nó phải mở ra được những thứ như thế mới đáng mở anh em. Trời ơi, mấy hôm nay mở đen quá trời. Đấy đúng rồi, nhưng này nó có phải đáng để mở không anh em? Là xì gà. Ok à, một viên đá thủ ạ. Được một viên đá thủ anh em. Được một viên đá thủ cấp 5 ạ. Chạm vô cũng được. Mấy nay đang yếu đá thủ anh em. Thưa nào, quả một át à. Hết rồi. Nhìn kỳ cái. Ok, chúng ta sẽ làm nốt nhiệm vụ nha. Xem là con gì cho làm nào. Từ từ, chỗ này các bạn. Tôi nghĩ không phải đây. Sự kiện hôm nay chúng ta được gì đây? Xem nào. Hai pin anh nhỉ? Ô kìa, giờ nó cho quét cho ta. Nhiệm vụ. X2 tiếng Anh giờ cho quét trên nhỉ? Để xem nào anh em. Quét cái bên ngay. À, cho quét rồi các bạn, cho quét rồi, cho quét rồi. Thế thì bung thôi anh em, bung xả thôi. 47 bánh. Bung xả thôi anh em. 13. 17 cũng chả được bao nhiêu anh em. Rồi nhớ xem nào, bữa đang bạn dở cho hai chị mình lên cam nhỉ. Ok. Mày đủ nhận tứ hoàng xuân tóc đỏ này. Ừ kìa. Thôi, tứ hoàng xuân tóc đỏ tính sau đi anh em. Làm lại một clip cho tứ hoàng sau. Chưa anh em, cháu này vẫn chưa là lên đỏ các bạn. Bữa đang bảo lưng dở cho ai lên đỏ ta. Dâu đen à. À ừ đúng rồi anh em, dâu đen. Chính xác là này nó không lệch được anh em. Dâu đen các bạn, bữa đang bảo để cho dâu đen lên đỏ. Ok, nó quét coi, đủ không? Tôi nghĩ là không đủ đâu các bạn. Mỗi chỗ phải được 33, hay như bên này 50 này. Quét coi anh em, thiếu cái đầu bù đấy, xem được không? Hên xui đủ lên thì ngon. Này đủ up cho dâu đen lên đỏ là ngon rồi. Ui, chưa nói vấn đề khác anh em, đã lại thiếu đồ rồi các bạn. Trời ơi, chưa nói vấn đề khác bạn đã lại thiếu đồ rồi. Càng thế nhờ. Thiếu tiền lừa lên luôn anh em. Khó lắm, cứ phải từ từ. Điểm tiền được thiếu thì có thể mua thêm, nhưng mà cơ bản là vẫn là không đủ các bạn. Không đủ anh em. Còn phải gom dài dài. Còn dài dài thì mới lên được các bạn. Ok, quét tạm đi anh em. Tranh thủ x2 quét tạm đây đó. Tranh thủ x2 quét tạm đây đó các bạn. Ok, được một món này. Đây, những món này mua thêm phát nữa là đủ này anh em này. Ok, chúng ta cứ quét đủ cái điểm ở trong này các bạn, cái điểm ngoài tính sau anh em. Ui, mấy cái này thiếu nhiều thế. Ui, thế mấy chỗ này thiếu nhiều ghê anh em. Căng đấy. Ok, từ hoàng xanh nước khác tôi gọi về sau anh em. Căng đét luôn các bạn. Tăng cấp kỹ năng. Ờ, bùng được chiến anh em, lên cấp rồi. Lên rồi. Ok các bạn. 55. Lên được bao nhiêu cháu để lên anh em. 85. Xa gớm nhờ. Ồ, đùa đâu các bạn.
Ồ, đâu ngoài dư nhiều pi gớm. Thế rồi anh em. Đây. 85, 85, 85. Okay. Kata thì lang. Ok bạn, 8 năm trên trời. Ok, nói chung thì video ngày mới quên cho qua tình quả cáp thế thôi. Hiện tại thì chúng ta có code mới đó thì anh em chú ý nhận nhá. Đọc tạm thời clip kết thúc đây. Anh em tiếp theo giờ thì bye bye, xin chào và hẹn lại mọi người tiếp theo nhé.